Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Các con hãy thắt lưng, hãy cầm đèn cháy sáng trong tay, và hãy làm như người đợi chủ đi ăn cưới về, để khi chủ về gõ cửa thì mở ngay cho chủ. Phúc cho đầy tớ nào khi chủ về còn thấy tỉnh thức. Thầy bảo thật các con, chủ sẽ thắt lưng xếp chúng vào bàn ăn và đi lại hầu hạ chúng. Nếu canh hai hoặc canh ba chủ trở về mà gặp thấy như vậy thì phúc cho các đầy tớ ấy. Đó là lời Chúa. Sáng hôm qua chúng ta cử hành lễ an táng đưa tiễn một người anh em của chúng ta về với Chúa. Và trong bài giảng tôi nhắc lại về thái độ ăn năn tội lỗi của con người, và bằng một thực tế hết sức gần gũi để qua đó chúng ta càng nhận ra con người bất tất, nhỏ bé và hết sức là nhỏ bé của bản thân mình, của phận người mình. Chúng ta chết, chúng ta sống trên cuộc đời này rồi chết, chết rồi tàn lụi, xác thân tan rã, trở về với Chúa mới là cái đầu tiên mà chúng ta phải nhắm tới. Thì hôm nay một lần nữa trong bài tin mừng chúng ta lại nghe Chúa Giêsu nhắc nhở chúng ta hãy chuẩn bị, hãy sẵn sàng. Cũng vậy thôi, ai đã nghe nội dung bài giảng hôm qua thì hôm nay chúng ta vẫn có thể áp dụng như thế thôi. Các con hãy thắt lưng, hãy cầm đèn cháy sáng trong tay, hãy làm như người đợi chủ đi ăn cưới về, để khi chủ về gõ cửa thì mở ngay cho chủ. Nghĩa là không biết lúc nào chủ chúng ta đến, không biết lúc nào Chúa của mình có thể gọi mình, phải luôn luôn sẵn sàng, phải luôn luôn tỉnh thức, để khi Chúa đến chúng ta sẵn sàng đi theo Người. Xác thân này trả về cho lòng đất, cho bụi đất tan nát, nhưng linh hồn chúng ta được trở về cùng Chúa. Trong sự phán xét của Người, Chúa ân thưởng cho ta, đó là điều quý giá. Ước mong rằng mỗi người nhìn vào thực tế của đời sống ngắn ngủi, không có là gì, đơn hèn hết sức, để chúng ta thấm thía lời Chúa dạy: hãy sẵn sàng, hãy tỉnh thức. Hãy tỉnh thức, hãy sẵn sàng để chờ đợi ngày Chúa gọi. Thì bất cứ lúc nào Chúa gọi cũng đều không bao giờ là sự ra đi một cách đột ngột cả. Đột ngột chỉ là những ai đang chèo chống trong cuộc đời này mà quên mất đời sống đức tin thì mới đột ngột mà thôi. Anh chị em và tôi là những người phải luôn chuẩn bị, phải luôn sẵn sàng. Tôi thấy trong nhà thờ chúng ta, ở giữa cộng đoàn có anh Dũng ngồi kia, là người mà có thể nói là trải qua nhiều kinh nghiệm của sự, có thể nói là thế, chết đi sống lại. Tôi tin chúng ta nhìn vào đó cũng để thấy cái bằng chứng của một người anh em, để chúng ta cũng biết gìn giữ đời sống của mình trong đức tin. Và chắc chắn bản thân anh cũng thấm thía điều này, để thấy rằng đức tin là điều quý giá, lòng yêu mến Chúa là điều cần thiết hết sức, và chuẩn bị cho linh hồn mình ra trước tòa Chúa là điều không bao giờ là sớm cả, luôn luôn cần thiết, luôn luôn đẩy chúng ta đi tới, và luôn luôn phải sẵn sàng. Mỗi người phải ý thức điều đó, để Chúa gọi lúc nào ta cũng có thể cất tiếng vâng, để thưa cùng Chúa mà ra đi khỏi cuộc đời này, rời bỏ tất cả để theo Chúa của mình. Xin cho tất cả chúng ta hiểu được điều đó, để luôn luôn sống trong ơn thánh Chúa, luôn luôn biết gìn giữ ơn Chúa cho chính mình, để một ngày kia Chúa và ta
sẽ gặp nhau nơi quê hằng sống của người.